Đấy là ba điểm duy nhất mà người Triều Tiên nói chung và hướng dẫn viên du lịch nói riêng khẳng định với em. Chỉ cần một trong ba điểm này, cả ba điểm này mà bạn cảm thấy thoải mái thì bạn có thể đi du lịch Triều Tiên. Còn nếu bạn không cảm thấy thoải mái thì bạn cũng không nhất thiết phải đi. Đấy là lựa chọn của bạn. Ai cũng vậy thôi, khi đi du lịch thì đều rất là muốn mang về cho mình những cái khoảnh khắc ghi nhớ. Đấy chính là quay phim chụp ảnh. Thì tôi được nghe nói rất nhiều là ở Triều Tiên là không được sử dụng điện thoại, không được sử dụng máy quay phim và chụp ảnh. Thì về vấn đề này như thế nào các bạn? Chị xin phép chia sẻ. Em cũng có may mắn là được đến Triều Tiên mà hai lần, và cái chính sách của họ đã thay đổi theo thời gian, nên em xin phép chia sẻ thẳng thắn luôn. Năm 2011, nhóm em có 10 người, mang theo hơn 13 máy ảnh, 5 iPad và rất nhiều điện thoại. Tất cả điện thoại bị tịch thu ở biên giới. Và sau đó thì khi ra họ trả lại. iPad thì tùy, có người họ cầm, họ có giữ lại, có người không. Năm đó thì bọn em có 5 cái iPad thì 3 cái bị giữ lại, còn lại đi qua được. Tất cả các máy ảnh đều đi qua được. Tuy nhiên máy ảnh nào mà có cái kích thước vật lý quá dài, em ý em nói là ống kính, ống tele quá dài, thì họ giữ lại và họ cũng trả lại khi ra khỏi biên giới. Đó là chính sách năm 2011. Đến chính sách năm 2017, tức là cái thời điểm em đi, em không biết cái chính sách mới này nó hiệu lực từ bao giờ. Tuy nhiên đến thời điểm em đi năm tháng 9 năm 2017, tất cả các loại điện thoại, máy ảnh, máy quay, máy nghe nhạc đều được mang vào Triều Tiên, trừ flycam, tức là cái thiết bị quay bay trên cao di động này, không được mang về Triều Tiên. Họ không còn kiểm tra điện thoại và máy ảnh, ít nhất là cho trường hợp của các du khách Việt Nam như em, hoặc là một số cái nhóm tour, gần như là họ không kiểm tra. Ý là họ biết là mình có mang, vậy thôi, chứ họ không mở lên đòi xem ảnh, hay là xem nội dung, hay là xem điện thoại nữa. Điều đó là lúc vào. Khi ra, họ có một cái form được gọi là form xuất cảnh, trên đấy yêu cầu khai mang theo đồ có liên quan đến thiết bị định vị hay không, điện thoại hay không. Bọn em có khai và họ cũng không kiểm tra. Tức là em hiểu là họ dựa vào cái sự trung thực của người khai. Họ không lục lọi hành lý, họ không đòi xem bất kỳ một cái vật gì trên người em, được hiểu là điện thoại hay là máy ảnh. Họ không đòi xem thẻ nhớ. Tuy nhiên là họ cho em đi. Và khác với lần trước. Lần trước thì họ giữ lại điện thoại, nhưng lần này thì được phép thoải mái cầm đi. Em tất nhiên là không phải chỉ mình em đang nói là tất cả các khách du lịch trên cả một cái chuyến tàu như vậy. Và ở Triều Tiên bây giờ điện thoại di động cũng như máy quay nó không còn quá xa lạ nữa. Ví dụ cô hướng dẫn viên của em là có 2 cái điện thoại thôi. Và em mang vào điện thoại thì bọn em có sử dụng điện thoại để quay phim, ghi âm, và họ hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó. Tất nhiên bạn không nên vi phạm 3 cái điều lúc nãy, đó là những gì liên quan đến quân đội. Chỉ cảm ơn là không chụp, và nếu chụp thì tất nhiên là tùy bạn, đấy là lựa chọn cá nhân. Thì nếu có họ có bạn có quyền chụp thì họ có quyền xóa. Câu chuyện thì cũng khá là rõ ràng. Ở đây thì tôi lại cũng vẫn còn muốn biết nữa. Vâng. Là khi mà mình chụp ảnh và quay phim ấy thì những người dân ấy họ có thân thiện không? So với giai đoạn trước đây thì người dân Triều Tiên bây giờ đã thân thiện hơn rất nhiều. Em nghĩ có 2 lý do với việc đó. Một là bản thân họ cũng đã tiếp xúc với nhiều cái công nghệ, không còn quá xa lạ như cách đây 7-8 năm nữa. Cách đây 7-8 năm thì bên nhóm em có những người mang vào những cái lens tele và những cái thân máy Canon rất là lớn. Thì nói chung là cái cảm giác chung thôi là khi nhìn thì nó hơi bị hoành tráng. Vậy thì bao giờ người ta cũng e ngại, bởi vì mình sẽ có cái suy nghĩ đấy là có thể là họ làm cho báo chí. Đấy là cái cách suy nghĩ thôi, thì đấy là cái phản xạ tự nhiên là họ sẽ e dè. Tuy nhiên đến cái giai đoạn này ấy, thì về bản thân người Triều Tiên họ đã tiếp xúc với công nghệ đủ nhiều, và về bản thân các khách du lịch thì họ cũng đã đến quá nhiều rồi. Thì Triều Tiên bây giờ đã mở cửa đón quá nhiều khách du lịch, tức là cái không khí nó đã cởi mở hơn rất nhiều. Đó, người phụ nữ Triều Tiên rất thích làm đẹp, không phải bây giờ mới thích. Họ là phụ nữ phương Bắc, họ có cái làn da trắng tự nhiên và họ rất tự hào về cái việc mà họ trang điểm rất là đẹp. Nên nếu như mà bạn muốn chụp, bạn cứ hỏi, họ rất thoải mái. Và họ cũng là người phụ nữ thôi, họ cũng như người phụ nữ Việt Nam. Nếu bạn gặp người phụ nữ đẹp, bạn có quyền xin chụp ảnh. Và tất nhiên họ có quyền đồng ý hoặc không đồng ý. Điều này cũng đúng với Triều Tiên. Cái khái niệm con ngáo ộp ngày xưa nó đã biến mất từ rất lâu rồi. Không phải trên ảnh của em hay là bên đồng hành của em, mà mọi người có thể tìm ở trên mạng. Các tấm ảnh bây giờ đa số họ không còn chụp trộm nữa.
họ có thể đường hoàng mà chụp, họ có quyền chụp các ngã tư đường phố, họ chụp với nữ cảnh sát để chụp và trao đổi với người dân, thậm chí là quay phim ghi hình cùng. Nhóm em cụ thể là cũng có một vài cái tạm gọi là cái ảnh tự sướng hoặc là những cái video mà quay cả nhóm là cùng trao đổi nói chuyện hát hò với người dân, thì họ rất là cởi mở. Trong chuyến đi này thì bạn chụp được nhiều ảnh không? So với chuyến đi lần trước thì lần này em chụp được nhiều hơn. Lý do em chụp nhiều hơn là bởi vì em có cả điện thoại và em có cả máy ảnh. Có những cái khoảnh khắc mà em buộc phải ghi lại bằng điện thoại, hoặc là có những cái đoạn video thì quay điện thoại nó tiện hơn. Như thế là em về mặt số lượng thì tổng cộng hiện tại sau khi mà em có dọn xóa đi một số ảnh trùng và học thì em giữ lại được khoảng 3.000 tấm ảnh. 3.000? Vâng, 3.000 tấm ảnh. Và video thì em có khoảng gần 10 cái video, bao gồm quay cả những cảnh buổi sáng, buổi chiều và kể cả buổi tối tại Bình Nhưỡng và nơi em đi qua. Cái này đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Bạn có sẵn sàng chia sẻ với quý khán giả của Uyên Uyên Việt Nam những cái bức ảnh và những cái video ấy không? Dạ. Em nói em cái mục đích của em là du lịch, và nếu như người ta cảm thấy là cái việc em đi du lịch sau đó về mà đúc kết kinh nghiệm có hữu ích cho mọi người thì em sẵn sàng chia sẻ. Đây không phải lần đầu tiên mà em chia sẻ liên quan đến những cái nội dung du lịch, nên là lần này cũng không có ngoại lệ. Em sẽ chia sẻ, thế nhưng là phải cho em thời gian để tổng hợp và sắp xếp cũng như là viết những cái nội dung nó phù hợp. Mà chắc chắn là em sẽ chia sẻ tất cả những cái hình ảnh như là những cái video này lên cho bạn đọc của kênh Uyên Uyên Việt Nam nói riêng và những cái bạn bè cũng như là những cái người quan tâm đến du lịch Triều Tiên nói chung. Những cái mà bị xóa ấy. Cụ đi chụp cái văn sự của người ta. Cái đấy thì em không biết, bởi vì bây giờ người ta xóa mất rồi, nên em không có cái căn cứ nào để nói thế. Bởi vì có hai cái, có hai cái ảnh chụp, một cái là chụp thử và một cái kiểu bút rác ấy. Có thể đấy, một cái bút rác và một cái là anh lính đứng ngay ở cái chỗ đấy. Thì cái đấy là cấm ngay bộ đội mình bây giờ không chụp được đâu. Thường thì vâng, thường thì bởi vì nó sẽ tạo thành một cái cảm giác như sau. Tức khi người ta thấy mình chụp nhiều và người ta cảm thấy là nó hơi ảnh hưởng đến, em tạm gọi là khái niệm an ninh, thì đúng như họ sẽ phải dè chừng hơn vậy thôi. Ngay như mình bây giờ phản xạ. Thực ra thì cái việc mà chụp ảnh của những cái khu quân sự hoặc liên quan đến quân đội ấy, thì họ xóa thì mình nghĩ nó cũng đơn giản dễ hiểu thôi. Bởi vì ngay như bây giờ ở Việt Nam, với một đất nước gọi là một trong những cái nước mà đang được đánh giá rất là cao về an ninh và hòa bình ấy, thì chúng ta cũng đâu có được quay phim chụp ảnh trong đơn vị bộ đội, chứ không nói đến là khu quân sự, đúng không? Cho nên cái này thì có lẽ là người ta cứ thổi lên và chuyển thành một cái hướng khác. Mình cho là như vậy cũng thiệt thòi cho những người bạn Triều Tiên của mình. Em còn nói là cái việc bây giờ cái ảnh bị xóa thì thứ nhất là nó không phải ảnh của em. Cái thứ hai là cái việc đấy bây giờ ảnh nó xóa đi rồi, nên cái việc tranh cãi là cái ảnh đó là về cái gì thì em xin phép là không bàn đến, bởi vì em không biết thực sự. Tuy nhiên bao giờ cũng thế, nó cái mối quan hệ nó được tạo nên bởi cái sự tin tưởng. Nếu như mà cái người hướng dẫn viên người ta cảm thấy, em chỉ nói là cảm thấy thôi, cái này cũng là cá nhân, em cũng không phải là họ, em không thể trả lời cho họ được. Tuy nhiên nếu họ cảm thấy là có thể trong số mình chụp 10 tấm thì mình chỉ dính một tấm thôi mà có một cái nội dung mà họ cảm thấy không phù hợp, thì chắc chắn là họ sẽ xóa tấm đấy. Nhưng ngoài ra thì cũng có thể sẽ có rất nhiều cái tấm khác nó bị xóa oan. Tuy nhiên như em nói, cái này là cái quan hệ giữa người với người thôi, cái này không có một cái tác động nào bên ngoài cả. Cho nên là có những tình huống mà mình sẽ bị xóa ảnh và có những tình huống mà mình không bị xóa ảnh, tùy vào cái nội dung của ảnh như em chia sẻ. Còn về phía Triều Tiên thì như em đã khẳng định, cái nội dung nào mà họ nói trước họ sẽ xóa thì họ đã nói với em trước khi vào rồi. Tức là nếu như mà em hay là bất kỳ ai đến Triều Tiên mà cảm thấy chấp nhận được cái rule của họ thì vào. Tức là nếu mà chủ nhà khách ok thì chủ nhà mời vào, còn nếu mà khách cảm thấy có lấn cấn thì nên suy nghĩ lại. Đã. Qua những cái bức ảnh chụp cũng như là những cái khúc video mà tôi được tiếp cận, thì tôi nhận xét chung là tôi thấy ở Triều Tiên cái vệ sinh rất là sạch sẽ, không biết là có đúng hay không. Em nói thật là cái này em phải rất là nể họ.
Em có cái may mắn là ngày trước em học ở Singapore, em ở đó gần 10 năm. Thì em cảm giác là cái sạch sẽ của Singapore nó cũng không kém gì Triều Tiên cả. Hay ngược lại, Triều Tiên không kém gì Singapore cả. Và cả hai nó đều đến từ kỷ luật. Ở đất nước Singapore họ rất là đơn giản, kẹo cao su ăn cũng được, ok, nhưng thứ nhất không tìm được chỗ bán. Đấy, thứ hai nếu mà vứt ra chỗ công cộng thì họ phạt rất nặng. Triều Tiên họ cũng áp dụng kỷ luật không khác gì Singapore cả. Đầu tiên bạn không tìm được quá nhiều quán ăn vặt, nên đầu tiên là cái điều kiện cần là bạn đã không có. Cái lý do vì sao họ không có quán ăn vặt thì bởi vì họ tập trung nó vào những cái chỗ bán tốt hơn. Lý do thứ hai, tất nhiên điều kiện đủ, đó là bây giờ bạn có ăn thì họ sẽ có những cái chỗ để cho bạn xả rác, họ có thùng rác. Tất nhiên là nước nào thì cũng có thùng rác, tuy nhiên cái việc tuân thủ của họ rất là tốt, họ không thải rác ra các chỗ công cộng. Triều Tiên em phải nói là cực kỳ sạch. Với Singapore sạch thì rất là được nổi tiếng và rất là được những người Việt Nam mình khen. Nhà tôi cũng đi Singapore 2 lần rồi thì tôi thấy bình thường, bởi vì thực ra thì Singapore nó bé lắm, cho nên là họ không bảo vệ thì họ sẽ là người ô nhiễm đầu tiên. Nhưng mà ở Triều Tiên thì tôi thấy đó là một cái nước nông nghiệp, nó rất là rộng, nhưng mà kể cả rộng như thế thì dọc đường nó vẫn cứ sạch lì. Nhân câu chuyện sạch thì tới với thủ đô Bình Nhưỡng thì trong cái chuyến đi của các bạn vào tháng 9, cuối tháng 9, nếu tôi nhớ không nhầm thì là 21 tháng 9, 21 tháng 9 các bạn đi cũng là cái lúc mà dư luận thế giới đang rất quan tâm và chú ý đến Triều Tiên, đặc biệt là nước Mỹ, và hai lãnh đạo của hai nước thì cũng có những cái lời gọi là lời qua tiếng lại với nhau, và khiến cho những người ngoài cuộc như chúng ta quan sát thì có cảm giác như là hình như họ đánh nhau đến nơi rồi. Đấy, thì khi mà bạn vào đến Triều Tiên thì bạn cảm nhận cái không khí đó như thế nào thưa bạn? Cảm ơn chị. Cái topic về Triều Tiên thì không phải đến năm 2017 mới nóng, mà cũng phải đợi đến tháng 9 thì nó mới có căng thẳng. Tuy nhiên như chị đặt vấn đề, đấy là cái chuyến đi của bọn em tình cờ trùng với cái thời điểm đấy là rất căng thẳng ở trên bán đảo Triều Tiên. Thì em xin phép được nói luôn, có hai cái câu chuyện nào cũng có hai mặt. Về mặt chính trị thì Triều Tiên chưa bao giờ thôi căng thẳng, cho nên đến năm 2017 nó không ngoại lệ. Đúng, họ rất căng thẳng. Họ ở đây được hiểu là trên các phương tiện truyền thông và giới cầm quyền, những cái người có quyền quyết định đến quân đội nói chung, là ảnh hưởng chung đến cái an ninh của Triều Tiên, thì họ vẫn đang giữ cái là, như chị nói là có những cái lời qua tiếng lại rất là căng thẳng với cả nước Mỹ cũng như tổng thống Mỹ cũng như là các đồng minh. Tuy nhiên bởi vì em là người du lịch cho nên em chỉ khai thác được cái yếu tố mà liên quan đến những người dân và những người em gặp. Cụ thể em xin chia sẻ đấy là không có một cái không khí chiến tranh nào ở Triều Tiên nói chung và Bình Nhưỡng nói riêng. Cái sự sống mà em nhìn thấy nó giống như những cái điều mà em đã nhìn thấy 6 năm về trước. Tất nhiên là nó đã có những cái tiến bộ hơn rất nhiều, tuy nhiên nó vẫn là cái nhịp sống như vậy. Nếu mà nói đến không khí về chiến tranh thì em xin mạn phép là trên người đọc, bạn đọc của Win thì chắc là hiểu hơn em, bởi vì có những người lớn tuổi hơn em thì sẽ hiểu thế nào gọi là không khí chiến tranh, thế nào là tiếng loa phóng thanh, tiếng còi, các bốt gác. Em tạm giả sử em tuổi của em ở cái thời điểm đó em không được nhìn thấy chiến tranh, mà chắc chắn là sẽ hiểu thế nào là một thành phố, một quốc gia mà đang chuẩn bị cho chiến tranh. Nó sẽ là thứ nhất là cái không khí căng thẳng, thứ hai là những cái ngụy trang, những cái bốt gác hay là những cái chốt chặn, hoặc là những cái thậm chí là vũ khí khí tải ở trên đường ở những cái chỗ quan trọng, hoặc là tiếng còi, tiếng loa, biểu ngữ, và rất nhiều thứ mà mình có thể nhìn thấy mà qua cái đó mình đánh giá được là họ đang có chiến tranh. Tuy nhiên những điều này thì em không tìm thấy ở Triều Tiên. 6 năm trước em không thấy, và bây giờ em cũng không thấy, và em hy vọng là em sẽ không bao giờ phải thấy. Em vẫn thấy cái sự thanh bình, sáng người ta vẫn dậy, người ta đi metro, đi làm, họ vẫn đến công sở. Thì những nơi em đến, em tham quan thì không bị đóng cửa, vẫn có người hướng dẫn. Em vẫn ăn cơm với những người Triều Tiên, em vẫn gặp trẻ con đi đá bóng, đi chơi, người đi câu. Khi tan tầm em có đi ra metro cùng họ, họ cũng tan việc, họ cũng đi về nhà thôi. Và em có đi buổi tối ở Bình Nhưỡng, và em chắc chắn em chụp rất nhiều ảnh, và em đã quay cẩn thận, quay phim lại với cái ngày giờ cũng như là địa điểm để chứng minh được là cái ảnh của em nó có tác dụng, không phải là em đi lấy của người khác hoặc là em đi copy ở trên mạng.
thì cho đến thời điểm tháng 9 năm 2017 em có thể khẳng định với chị là em qua mắt của em thôi, là không có một cái không khí chiến tranh hay là chết chóc hay là cái căng thẳng nào đối với cả cuộc sống của người dân Triều Tiên. Cảm ơn mình. Có một cái việc là một cái đất nước mà bị bao vây cấm vận như vậy, nhưng mà khi tôi xem trong những bức ảnh và kể cả là video nữa thì tôi thấy họ có những cái công trình kiến trúc ấy mà Hà Nội chắc là còn lâu mới có thể tới được. Thì một cách tổng quan, với 2 ngày bạn ở Bình Nhưỡng, bạn có thể so sánh Bình Nhưỡng với Hà Nội được không? Dạ vâng. Em xin phép cái so sánh của em, thứ nhất em phải nói là nó mang tính cá nhân. Em có cũng là may mắn thôi, em sinh ra là người Hà Nội. Thì em hy vọng là cái nói của em về cái nơi em sinh ra nó sẽ rõ ràng. Em cũng có đến Triều Tiên 2 lần. Em xin phép được so sánh như sau. Về cái áp lực dân số thì Hà Nội đang cao hơn Bình Nhưỡng, chắc chắn rồi. Mà bởi vì cái áp lực dân số cao thì cho nên là ở Hà Nội mình sẽ phải đối phó với một số cái, không dám gọi là nói là nạn, nhưng mà một số những cái điểm mà chưa tốt, ví dụ như là hạ tầng, như là giao thông. Ở Triều Tiên thì áp lực dân số thấp hơn, cho nên là họ, thứ nhất họ không phải đối mặt với nạn kẹt xe, ô nhiễm, không có bụi kim loại, không có ô nhiễm tiếng ồn. Đấy là cái mặt chưa tốt của chúng ta. Tuy nhiên cái mặt tốt thì bởi vì đông dân và tập trung nhiều cái tầng lớp tinh hoa, cho nên là cái sự phát triển của Hà Nội có thể nhìn thấy là vượt bậc hơn. Và chúng ta đang dành ra rất nhiều cái tiền của vật chất và cái công sức để gìn giữ những cái quý giá của thủ đô. Như em được biết đấy là những cái khu phố cổ, phố đi bộ, những cái hồ điều hòa, trồng thêm nhiều cây, xây dựng cũng đã khang trang và có quy hoạch tốt hơn xưa. Đường phố bây giờ như chị cũng biết được làm rất là rộng, có đường trên cao, cái quy hoạch nó mang tính tầm nhìn hơn. Bình Nhưỡng cũng như vậy, họ cũng có quy hoạch mang tính tầm nhìn từ rất lâu. Tuy nhiên họ lại thiếu thốn về điều kiện vật chất, họ không thể phát triển được như Hà Nội. Do đó những cái họ xây thì nó sẽ bị thiếu cái kinh phí để bảo trì. Cái sự phát triển của họ thì họ phải cân nhắc nhiều hơn chúng ta. Do đó Triều Tiên đúng có rất, Bình Nhưỡng có rất nhiều các công trình lớn, tuy nhiên cái sự phát triển không, chắc chắn không thể vượt, không thể bằng Hà Nội được. Hiện tại thì chúng ta đang phát triển vũ bão hơn. Thế là về mặt những điểm mà cảm thấy là hơn và kém giữa thủ đô. Vâng, mọi sự so sánh thì đều khập khiễng. Và cách nhìn của mình đối với vấn đề thì mình cho là như thế cũng đã là khá là tổng thể rồi. Vâng, bây giờ quay trở lại cá nhân một chút, bạn có thể chia sẻ được, ví dụ như là chia sẻ về bạn một chút được không? Ví dụ như là bạn đang làm gì, đã học ở đâu? Vừa rồi thì tôi có nghe thấy là bạn có 10 năm ở Singapore. Như vậy thì tôi nghĩ là một cái lượng kiến thức cũng khá là lớn, cũng như là hiểu biết về xã hội trong một chàng trai gầy gò này. Dạ, em cảm ơn chị. Như em nói, em đến tên Minh, em sinh năm 1983. Em đã có thời gian du học tại Singapore và đi làm ở bên đó được hơn 10 năm. Hiện tại thì em đang làm tại Hà Nội. Công việc của em liên quan đến IT, cụ thể là phần mềm. Và cái đam mê của em tất nhiên là du lịch và chia sẻ. Có may mắn được đi một số các nước như Cuba, Iran, Tây Tạng, Maroc, Kenya. Thế là em cũng đã được khám phá rất nhiều quốc gia. Em được tiếp xúc tất nhiên là chỉ là cái bề nổi thôi, chạm đến họ một cái rất là nhẹ về các nền văn hóa khác nhau, những con người khác nhau và ở những cái châu lục khác nhau. Em hy vọng là sau chuyến Triều Tiên này thì em lại tiếp tục có những cái may mắn để đến với những quốc gia khác, tìm hiểu về những cái điều mà em còn chưa biết. Nghe câu chuyện của bạn về Cuba mình cũng đã thấy thích rồi, trong những địa danh mình cũng muốn đi. Bây giờ thì bàn ăn của người ta cũng đã đến giờ rồi, chúng tôi phải rời khỏi đây. Một lần nào khác xin hứa với các bạn sẽ tiếp tục khai thác về đất nước Cuba anh em qua chuyến đi của bạn Ngô Quang Minh. Và bây giờ thì Win Win Việt Nam xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.